Chào tất cả các em, thầy là Phan Phụng Tân, giáo viên toán trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tiết 40, bài tính chất đường phân giác của tam giác. Trước khi vào nội dung bài học, thầy mời các em lật sách giáo khoa trang 65 và chuẩn bị cho thầy vở thước thẳng, compa, bút. Chúng ta đi vào phần một nhỏ định lý. Giờ hỏi một. Vậy tam giác ABC biết AB bằng 3 cm, AC bằng 6 cm và góc A bằng 100 độ. Ở đây thầy đã vẽ trước cho các em tam giác ABC với các yếu tố như trên. Bây giờ, nhiệm vụ của các em phải vẽ đường phân giác AD của góc A bằng compa và thước thẳng. Các em có thể dừng video và vẽ vào vở của mình. Ở đây thầy vẽ đường phân giác AD của góc A. Thầy có AD bây giờ là đường phân giác của góc A. Bây giờ người ta yêu cầu các em đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC. Ở đây thầy đo đoạn DB bằng 2,4 cm. Và đoạn DC ở đây thầy đo bằng 4,8 cm. Rồi từ đó so sánh các tỉ số DB trên DC và AB trên AC. Bây giờ thầy lập tỉ số AB trên AC. Bây giờ sẽ bằng 3 trên 6 sẽ bằng 1 phần 2. Và tỉ số AB và tỉ số DB phần DC. Thầy sẽ tính được 2,4 trên 4,8 bằng 1 phần 2. Từ đó các em thấy hai tỉ số này đều bằng 1 phần 2. Vậy từ đó thầy rút ra được kết luận DB trên DC bằng AB trên AC. Từ đó chúng ta có thể suy ra được định lý. Trong một tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng ấy. Để tìm hiểu rõ hơn định lý ở trên, thầy cùng các em sẽ đi chứng minh định lý đó. Giả thiết của định lý tam giác ABC. AD là tia phân giác của góc BAC. Góc BAC của thầy. AD là phân giác, chia góc đó làm hai góc bằng nhau, thầy ký hiệu bằng nhau. Điểm D của thầy thuộc cạnh BC. Kết luận DB trên DC, các em chú ý DB trên DC sẽ bằng AB trên AC. Chúng ta cùng nhau đi chứng minh. Đầu tiên, qua đỉnh B, thầy sẽ vẽ một đường thẳng song song với lại đoạn AC. Đây, thầy vẽ song song với AC. Đường thẳng này cắt AD kéo dài tại điểm E. Bây giờ ta có. Đầu tiên ta sẽ có góc BAE sẽ bằng góc CAE. Hai góc này bằng nhau. Thầy vừa nói ở trên, do AD là phân giác. Tiếp tục. Góc BEA của thầy sẽ bằng góc CAE. Lý do BE song song với AC. Hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong nên chúng sẽ bằng nhau. Từ đây các em chú ý cho thầy. Góc BAE, góc BAE sẽ bằng góc CAE. Góc BEA cũng bằng góc CAE. Vậy hai góc này sẽ bằng nhau. Lý do cùng bằng góc CAE. Mà hai góc bằng nhau thì tam giác ABE của thầy sẽ là tam giác căng tại B. Tam giác có hai góc bằng nhau thì đó là tam giác căng. Mà tam giác căng thì thầy được quyền suy luận ra cạnh BE sẽ bằng cạnh AB. Lý do trong tam giác căng hai cạnh B bằng nhau thì đặt đây là một. Tiếp tục. Vì BE song song với AC nên áp dụng hệ quả của định lý Thales cho tam giác DAE. Vậy mấy em muốn biết tại sao mình có tỉ số hai tỉ số này bằng nhau thì các em phải nắm được hệ quả của định lý Thales. Ở đây thầy nhắc lại. Nếu một đường thẳng các hai cạnh của một tam giác đường thẳng các hai cạnh của một tam giác
và song song với lại cạnh thứ ba, cạnh còn lại, thì nó tạo thành một tam giác mới. Tam giác mới là BDE. Có ba cạnh tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. Vậy, nếu các em áp dụng hiệu quả định Italex, ta được DB trên DC sẽ bằng BE trên AC. Thì đặt đây là 2. Từ 1 và 2 các em chú ý. 1 là ở đây. BE bằng AB. 2 ở đây. Thì các em có thể chú ý mình có DB trên DC. Bây giờ thầy sẽ không ghi BE ở đây nữa. Ở đây thầy không không lấy BE nữa, thầy lấy ở đây là AB. Thay vì thầy ghi BE thầy ghi AB. Thì đây thầy có được cái đẳng thức DB trên DC sẽ bằng AB trên AC. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em câu hỏi 2. Cho hình vẽ tam giác ABC. Người ta cho mình hai góc này bằng nhau. Có nghĩa là AD là tia phân giác của tam giác ABC. Người ta cho mình độ dài AB là 3,5. AC là 7,5. Độ dài đoạn BD là x. Độ dài đoạn DC là y. Bây giờ người ta yêu cầu mình tính cái tỷ số x trên y là câu A. Câu B, tính x khi y bằng 5. Các em có thể dừng video mà có thể làm trước rồi so sánh với lại lời giải của thầy. Ở đây thầy tiếp tục hướng dẫn như sau. Bởi vì AD là trừ phân giác của tam giác ABC nên ta có hệ thức mình vừa học ở trên. DB trên DC sẽ bằng đoạn AB trên đoạn AC. Tới đây, bây giờ mình thay số vào. DB người ta cho là x, mình thay là x. DC người ta cho là y, mình thay là y. AB người ta cho 3,5, thay 3,5. Và tương tự AC cho 7,5, thì mình ghi ở đây 7,5. Bây giờ thầy rút gọn luôn. 3,5 trên 7,5, thầy rút gọn là được 7 phần 15. Tiếp tục câu B. Câu B người ta yêu cầu là tính x khi y bằng 5. Thì ở đây, chỗ nào có y mình thay bằng 5 và mình sẽ có được trên 5 sẽ bằng 7 phần 15. Từ đây các em có thể dễ dàng tính được x. X sẽ bằng 5 nhân 7 và chia cho 15 sẽ bằng 7 phần 3, xấp xỉ 2,3. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho các em câu hỏi 2. Đây là một cái câu hỏi rất là cơ bản. Các em cố gắng nắm cho được. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi 3. Tính x trong hình vẽ. Hình vẽ của chúng ta bây giờ cho tam giác DEF. Người ta cho hai cái góc này bằng nhau, có nghĩa DH là phân giác của tam giác DEF. Người ta cho đoạn DE là 5, đoạn DF là 8,5. Người ta cho đoạn EH là 3. Và người ta cho độ dày của cả đoạn EF ở đây là x. Bây giờ cũng tương tự như ở trên, chúng ta sẽ áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác. Vì DH của mình là phân giác của tam giác DEF nên thầy sẽ có đẳng thức HE trên HF sẽ bằng DE trên DF. Tới đây thầy tiếp tục. Thầy thay số. HE ở đây thầy có là 3. HF. Các em chú ý mình tính HF bằng cách như sau. Bởi vì người ta không cho mình đoạn HF, nhưng mà mình hoàn toàn có thể tính được lý do. Đoạn HF sẽ bằng cả cái đoạn EF trừ đi đoạn EH thì sẽ còn HF. Mà EF là x, EH là 3. Vậy ở đây HF của thầy sẽ tính là x trừ 3. DE là 5 và DF là 8,5. Tới đây chúng ta chỉ còn việc tính toán tìm ra x thôi. Tiếp tục 3 nhân 8,5 bây giờ sẽ bằng 5 nhân với x trừ 3. 25,5 sẽ bằng 5x trừ 15. Hay là 5x sẽ bằng 25,5
cộng cho 15 thầy chuyển vế sẽ được 40,5. Và từ đây thầy tính được x bằng 8,1. Trong phần trên chúng ta đã học tính chất đường phân giác trong tam giác, nhưng mà đó là đường phân giác ở trong. Bây giờ thì theo các em, định lý trên còn đúng với tia phân giác của góc ngoài hay không? Thì các em chú ý quan sát. Bây giờ tam giác ABC của thầy. Thầy vẽ cái góc ngoài của góc A. Bây giờ tia phân giác của góc ngoài góc A là AD phẩy cắt BC kéo dài tại D phẩy. Thì thầy với giới thiệu với các em thì cái tính chất ở trên vẫn còn đúng, khi đó là góc ngoài. Vậy ở đó mình sẽ có gì? D phẩy B trên D phẩy C sẽ bằng AB trên AC. Định lý vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Chúng ta qua phần 3 nhỏ, bài tập vận dụng. Các em chú ý bài 15 sách giáo khoa trang 67. Người ta yêu cầu mình tính x trong hình vẽ và làm tròn kết quả đến chỉ số tập phân thứ nhất. Các em chú ý thầy hướng dẫn. Trong câu A, hình A, AD là phân giác của tam giác ABC, nên ta có hệ thức DB trên DC sẽ bằng AB trên AC. Tiếp tục thầy thay số 3,5 trên x sẽ bằng 4,5 trên 7,2 bằng 5/8. Từ đó thầy tính x 3,5 nhân 8 chia cho 5. Thầy tính được x bằng 5,6. Đó là câu A. Câu B. PQ là đường phân giác của tam giác PMN, nên thầy cũng có hệ thức QM trên QN sẽ bằng PM trên PN. Tiếp tục thầy thay số. Các em lưu ý ở đây QM người ta không cho mình độ dài, nhưng mà mình hoàn toàn có thể tính được. Lý do mình có đoạn MN, mình có đoạn QN, thì MQ sẽ được tính là MN trừ đi đoạn QN sẽ là 12,5 trừ đi x. QN thì là x, PM 6,2, PN 8,7. Tương tự thầy sẽ nhân chéo 6,2 nhân x sẽ bằng 8,7 nhân cho 12,5 trừ x. Tiếp tục suy ra 6,2x cộng 8,7x bằng 108,75. Từ đó thầy sẽ tính được x sắp xỉ 7,3. Vậy sau bài học, các em cần nắm kỹ lại những tính chất đường phân giác của tam giác, xem lại các bài tập đã làm và về làm những bài 16, 17, 22, những bài còn lại trong sách giáo khoa. Chúc các em học tốt. Để củng cố bài học hôm nay, các em hãy trả lời cho thầy những câu hỏi sau. Mỗi câu hỏi, các em có 15 giây để suy nghĩ và trả lời. Sau 15 giây, thầy sẽ đưa câu trả lời của thầy cũng như hướng dẫn cho các em. Câu đầu tiên. Rồi, các em có câu trả lời của mình chưa? Câu trả lời của thầy như sau. Mình muốn biết AD có là phân giác hay không á, thì các em đo độ dài các đoạn DB, DC, AB, AC, rồi so sánh cho thầy hai tỉ số AB trên AC và DB trên DC. Nếu hai tỉ số đó bằng nhau, thì AD là tia phân giác của góc A. Nếu hai tỉ số đó không bằng nhau thì AD không là tia phân giác của góc A. Đây là cách làm mà chúng ta áp dụng tính chất phân giác trong tam giác mà chúng ta vừa học. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai.
Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Ở đây câu hỏi này người ta yêu cầu mình xác định cái tỷ lệ thất đúng. Các em chỉ cần nhớ được tính chất đường vận giác trong tam giác thì các em có thể áp chọn được ngay cái tỷ lệ thất đúng. Người ta cho mình hai góc này bằng nhau. Thì rõ ràng PQ là đường phân giác trong tam giác PMN. Áp dụng đúng tính chất đường phân giác trong tam giác, mình sẽ có QM trên QN sẽ bằng PM trên PN. Vậy câu đúng của mình là câu B. Vậy chúng ta đã học xong bài học hôm nay. Qua bài học hôm nay các em nắm được cho thầy tính chất đường phân giác của tam giác. Xem lại các bài tập mà chúng ta đã làm. Từ đó các em tiếp tục làm những bài 16, 17 và 22 trong sách giáo khoa. Chúc các em học tốt.